để cái đầu lên như xuống cứ phất chút gì nè, mình chờ 3 ngày nó nụ, nó khiến cái đầu nó nụ, nó đem gì nấu nó rửa rồi nó rửa thịt ra rồi nó mới lấy cái sọ đó, nó thấy ớt còn cái để luyện thiên linh, cái luyện thiên linh hay gì đó nụ mà nụ mẹ được vợ ông nụ chồng nó hay hay không, ông đâu dám nói đâu còn giận ông bay nữa vậy đó chứ không có gì chứ chứ người nào thì phải giết người đó, cạo lông người đó hết. Cạo lông rồi mới chơi, chơi rồi mới giết. À nhà bị nó nói gì nè, vô tới nó gặp vậy rồi nó trở về à, nó gặp bốn người, bốn cái giò lú ra vậy đó, nhúc nhích nhích kìa, cái đầu nó nói thôi đi trở về. Nhưng mà điều theo dự đoán mình là chắc nó bị cũng như tên ganh đạo mình nè. Lý do là sao mà bị tên thầy bùa hai tửng ra tay sát hại thì gã này mới chôn chị Phượng gần cái cây me chua phía bên đó. Chỗ hai tửng chôn là ngày xưa đằng đó đó hả chú? Ừ, cái mộ đó là tôi là trực tiếp là cái ngoài đó, cắt ngoài đó đó, nhà đó đó. Dạ. Rồi mới giác bỏ nó gom này, mình lại đào ở đây, coi không xong. Rồi mới liếc lỗ đó lên đó, mình đào ở chỗ đó đó, chôn đó đó. Ồ vậy là chú là người trực tiếp hả? Tôi là người trực tiếp lúc đó là mới bắt đầu vô là ấy lấy cốt rồi đó, vô bắt thầy tửng rồi đó. Dạ. Bắt cỡ, cái đó nó nói sâu nổ mà. Vậy là chú là nhân chứng rồi. Không phải nhân chứng, mình cứ như mình ăn theo, mình nói, mình vô mình coi, mình tiếp đó. Lấy dạ. Cốt, rồi về như lấy cốt rồi đó. Chú năm nay là chú nhiêu rồi? 66 à. Vậy hả? Lúc nào đúng không? Dạ. Tôi cũng có kể nhiều người rồi. Dạ. Nhiều người ở cũng vô là phỏng vấn đó. Dạ. Vấn nhiều người vô phỏng vấn mới đầu thì nó dạ không có má chị Phượng về lên trên kia ha con. Ừ. Dạ còn trước đây vậy chứ. Ừ, trước đây thì đó nó chỗ mũi tàu á đắng. Dạ. Đất bên kia đất của Ba Liễu mà. Dạ thiền lên mới giác ở đó bỏ anh đông gom đó lần đầu lỗ này rồi không xong đào lỗ chỗ này luôn hả chú? Đào lỗ một lỗ này cái thấy không xong cái đào nữa giác được bỏ đó. Ở đó bắt đầu là đặng nó giác nó đặng nó đào cái lỗ như nó xui nó chừa cái đầu nó 3 đêm nó cắt đầu đó đó cắt cái đầu mà rồi mới cái đầu bên đây người ta phát hiện dòng họ nó phát hiện quá kiếm kiếm dữ dằn luôn đó rồi đứa em của nó đó là hồi mới sinh ra nữa cục cái tay vậy nè đó em có ai em của con chị Phượng con Phượng nhỏ út á em Phượng cái bắt đầu nó chịu thả lên cái gò đó bắt đầu nó lấy cái cây soi nó ngơ ngay chốc ông đi lút tóc nè bắt đầu la làng trời đất để rồi súng lợi rồi bắt đầu rồi cái thầy tửng mà nó biết đụng bể bỏ chạy cục nguyên nó đừng có chạy chuyện gì nữa đâu ra đó bắt đầu đụng báo cáo lên bắt y liền ông ngộ đem gì xã Tân Quế đầu qua bữa sau lục lần này hơi trọng ha 3 cái đầu gương trong gương 3 cái đầu đó là nó giết lúc đó là 3 cái đầu là nó chôn dưới sàn đó là hình tam giác nó là chú biết ha hình tam giác rồi bắt đầu ngỡ cái nó thấy không xong tới một phần ha thấy chôn nó bộ bể không xong mà nước lên tới nữa đây nó mới đem chôn đó đồ nổ nậu mà nó cái thùng đạn mà thật pin đó đồ lên nậu mà lông không nó muốn cần đạn thùng ẩu nó chơi cái nào nó cạo cái nấy thì ghê lắm có nghĩa là cạo lông của phụ nữ hay chú? Nó chơi hơn nữ bọng gì hơn ai lại coi là tay là nói là nữ bọng gì cũng là hở chơi nó là cạo chơi nó cạo ngộ vậy đó ngộ nó độc thủ vậy đi đó rồi bắt đầu ha dụng Phượng là cái con A Thể dưới không biết A Thể đâu dưới chiều lên là chiều là bữa thứ ba đem là nào thịt heo là một cái khăn trắng nè. Lúc đó thì phát hiện con Phượng là đụng nó con Phượng rồi nó lên nó không biết lên là đụng mình đi tao bắt nó luôn bắt A Thể luôn bắt A Thể luôn đó
tại vì nó chưa lấy, đêm nay mới lấy, thì Tẩn mới lấy cái đầu nhỏ này đó, đặng nó ngỡ nó là một cái là bốn cái mà lấy chưa kịp nó bể đi đó. Đấy, bắt A Thể luôn, nhốt A Thể rồi bắt đầu bắt thầy Tẩn nhốt, nhốt rồi bắt đầu một thời gian khoảng chừng nửa tháng rồi, nước lên thì nửa tháng đứng bực kinh, nên là lúc này đường này chưa có đổ, đứng ngang lưu quần vậy nè. Bắt đầu ở dưới Thanh Bình thông báo là nhỏ cho nghe là sáng này phải lấy cốt là ba người nữa đó, ba người nữa bắt đầu phải ở dưới quyền nó lên, nó đóng ba cái quách đàng hoàng cái đường đi xã này, xã Thông Quớ mình. Rồi hằng sáng tôi vô mày rồi băng thằng Tiến xã ở bên Tân Hòa đó, nó bắt tôi gốc chàm rồi chở chàm chở dán lên đó, rồi mới bao hết trơn cái khu vực này nè. Dạ. Đóng dán thì dán biết là mờ mặt hai tắc gữ đó, đóng dán cừ chàm đàng hoàng vô đầu lấy cái máy ít chính bơm nước ra, bơm mà vừa lấy vừa bơm mà vừa lấy, bơm vừa dứt khô rồi bắt đầu lấy ba cái xương tỉ còn đỏ đờm tính này, còn đỏ nó rửa ra là chỉ còn là còn đỏ mà như đỏ đỏ ô chấm chởm chấm chởm ông mô cái nhờ cái phà của ba Xuân đó, phà bự lắm đó, ông đưa qua lấy cái nào thì vô quách cái nấy lộn xộn nữa, về đem gì dưới quyền nữa rồi bác sĩ nó muốn lọc lợn nó biết phải không, chứ mà dễ gì mà ai biết, bỏ thí mẹ đi lấy thì đủ lấy xương chứ mà ba cái đầu thì Tẩn ông lấy trơn rồi. Lúc đó chú gặp chú sợ không? Chú sợ đâu, nhầm nhỏ vậy tận đất tôi từng ngủ ở đây đi lấy cốt rồi nè, mà không có sợ đâu. Rồi bắt đầu không biết sao không nụ ngộ cái lên vụ án mà nó hay lắm luôn. Rồi thời gian sau ngủ ngộ rồi là xử bắn ở bên Tân Quớ, ở tại sân banh cho hè Tân Quớ nè. Lúc đó chặn dạng thì thông báo là vậy vậy mà đều đâu cho thầy Tẩn hay chở lên này nọ ngủ mà chở lên rồi bắt đầu vô cái hiện trường xử án không đó. Ông thấy rồi một cái ông xỉu không, ông hai thằng lính kè liền cũng đem ra ngoài. Lúc đó 5 giờ sáng đem vô tới hiện trường 5 giờ sáng, không biết hàng nậu người ta đi coi là mới 10 giờ đậu ra đi coi đó. Chờ trước không biết cái sân banh tao quớ cũng không biết nó bự dữ lắm. Chú cho con hỏi là cái nhà đó bây giờ còn người ở không chú, nhà này nè? Không, nhà này là nhà người ta cắt giữ vườn hay là cắt ở? Cắt hồi đó cắt nó đó nó mần ớt đó. Mần ớt vậy là nghe là cái chị Phượng là lần thứ hai là chôn gần chỗ này. Nó đào được chưa có chôn ha, đào lỗ sẵn rồi thấy bộ hóng êm rồi bắt đầu nó giác bỏ nông gom đó ra đó lợi cái mũi tàu nó đào đó. Lúc đó là chỗ đẳng là nó không biết là ha, một bạch đằng cái chồng nó mới khích chứ không đào đụng không hài hớn một cây bạch đằng đâu chứ không hay vậy. Nó hay vậy đó, đào nó để nó gác nó xuống mấy ngày vậy nè. Dạ. Để cái đầu lên như xuống phất chút vậy nè, đừng chờ ba ngày nó đụng nó thiến cái đầu nó đem giữ nấu nó rửa rồi nó rửa thịt ra rồi nó mới lấy cái sọ đó, ông thấy ớn hồng kinh để luyện thiên linh cái luyện thiên linh hay gì đó nổ mẹ. Nhưng sau mà... này nó bắn nó bắt con A Thể độ là ở tù chung thân luôn chú. Vậy là ngày xưa là ông cứ tên hai Tẩn hay là giết ai là hãm hiếp rồi cạo vùng kính luôn hả? Cạo chân không biết sao kỳ cục mà ngộ nó ngộ bắt đầu không biết đầu ông ấy ông làm phải mình làm bùa làm phép người ta đủ làm một ngày, ông kêu đủ tàng đi bằng đêm thôi. Dạ. Chẳng dạng được bằng đêm không, cũng như nó có cái món thuốc nụ thuốc mê đó không? Đưa thuốc mê xuống thì đủ người ông cũng như người cũng chết phải không? Dạ. Rồi ông muốn làm gì đó ông làm nó mà không ai la đâu nha, có biết nó la đủ ở la thì giết nó. Cung Phượng này chắc đoạn hồi đó chắc nó đòi la gì đâu mà nó giết luôn không? Giết Phượng luôn đó, tính nụ ngộ nó ác bằng cỡ nào quá trời này đó, phát cái lực mà giết là vậy là 4-5 mạng đó, ở đây 4 mạng rồi đó, không tính ba cái đầu với nhỏ nữa Phượng nữa, cái đầu là 4 cái đầu đó. Lúc mà nó giết là Tân Hoài có nè,
rồi ở dưới Thanh Bình nữa nè, nói ta Thanh Bình đâu, Thanh Bình ở dưới người nó vậy đó, Tân Huệ hai người hay gì đó, Phượng dưới là ba người Tân Huệ, chứ là một người bán vé số vậy thôi. Ờ đó, nhưng vé số ở bên Tân Huệ mà nhỏ chứ cỡ 16-17 tuổi bán số đó. Nó ác luôn. Còn đó biết gì không biết sao không? Tưởng nó ăn tương, dùng ba xuân lâu lâu tới ngày gầm mua toàn hủ đủ cho, giờ hầu có ăn tương đâu, đủ ngộ nó ăn mặn không à, có thể đủ lâu lâu nó đem lên là mua đồ thịt heo đồ cho nó ăn không à, mà có biết đâu, đủ tưởng nó ăn tương không à, không thấy nó ác gì đó chứ. Có nghĩa là quỷ đội lớp người. Ừ, quỷ đội lớp người thiệt. Không thấy nước Việt Nam mình đâu có vụ án nào mà như thằng này phải không? Dạ. Nhưng tưởng này quá trời vụ án này, tính dữ dằn. Nhắc lại chú nhớ gùng mình không? Không có, không có mình bỗng. Nhưng mà chú thấy này ác dữ. Ừ, quá ác. Theo tôi đó ha, đủ ba mẹ đừng có xử bắn cái thằng đủ lấy dao thẻo nó từ miếng thịt nó mới vừa chứ còn nó ác gì vừa. Đủ mới chơi ra lử còn đủ cạo lông nữa. Lúc mà là không biết nữa, hỏi ông đủ giờ với tỷ bây giờ vợ tôi phải không? Nó lợi nó coi này nó đủ mà nó trị bệnh hay là nó làm bùa làm phép rồi đủ mà rồi vợ ông lợi nó trời ông đó hay hay lắm. Phải không? Ông đâu dám nói đâu. Rồi vợ ông bay nữa. Vậy đó chứ không có gì chứ. Dạ. Vậy là giết chốt chị thở chị chốt cái mã nữa chôn đâu chỗ mã. Dạ, chỗ mã này hả chú? Cái mã bên kia đó, bên kia hả? Qua bờ ngọn. Dạ. Ngày sau này thì gia đình mới đem về trên Tân Quế chung luôn. Tân Quế giờ chỗ cái cô trên mình đan đan đó. Dạ. Nó chạy ra chút rồi con quẹo nó có cái chỗ mã bên dưới nè. Là có mã chị Phượng ở đó luôn. Ờ, mã chị Phượng. Phượng. Chị Linh dữ không chú? Không biết không. Không biết Linh mộng nụ sao mà không thấy. Nghe nói nghe thằng chồng nó nụ nó cũng linh lắm đó. Chồng á kể vẫn tắt thì chứ nụ nó hay với nó quá trời nó lâu này nó cũng lâu dữ dằn đó. Dạ. Ừ. Con cảm ơn chú nhiều, để bây giờ con để qua con hỏi cô đi coi. Ờ, đối với cái cù lao nghèo này thì việc mà vụ án mà thầy bùa hai tửng giết 3-4 mạng người mà không hề hay biết. À, chỉ khi đến chị Phượng thì mọi người mới phát giác ra là ông là một kẻ giết người. Tên này là một kẻ giết người máu lạnh. Và hôm nay thì mình tìm theo nhân chứng, mình tìm lại cô này là vợ của chú. Chú lúc nãy. Chào cô. Cô, cái vụ án hai tửng cô nghe tới giờ cô sợ không? Sợ. Dạ hả? Ừ. Rồi sao nói con nghe với. Thì ông giết gì đó, gan nó giờ không nói gì đó. Dạ. Ông chồng tôi không nói gì đó. Dạ. Ừ. Ok, chơi người nào thì phải giết người đó. Cạo lông người đó hết. Cạo lông rồi mới chơi, chơi rồi mới giết. Giết mà cái trại ông có chút à. Cái trại ông bạn chùm mã đó đó mà nó ông giết ba người một chéo qua đây, ông chéo gì cũng như là chữ thập vậy đó, hiểu không? Chung hình tam giác ha. Hình tam giác vậy đó. Chung hay lắm. Dạ. Ừ. Đối với cô là người phụ nữ, cô có mê tính gì đoan không? Tà gô thằng thà bạn tôi nó bị đây mà. Biết sao không? Tôi rủ nhỏ bạn tôi đi vô ơi ông thầy nè, ông coi hay lắm. Vô ông tửng luôn ha. Ờ vô ông thầy tửng rồi nè. Dạ. Cái bắt đầu tôi chưa gặp ông chồng nữa nha. Tôi có giấc đó tôi thâu chồng, tôi cũng mê tín lắm. Nói thầy nào hay thì mình tới đặng mình coi nó sao phải không? Cái tôi rủ nhỏ bạn tôi ở dưới Tân Bình nè, tôi nói ơi, ông thầy tửng ở Tông Gạch này ông coi hay lắm mày. Bây giờ mình đi vô trỏng mình coi. Cái nói thôi bà nội vô bà đi vô trỏng tôi vô rồi. Là chắc nó bị cạo rồi, hiểu không? Là bạn của cô hả? Ờ bạn á. Cái nó nói là thôi bà đừng có vô. Tôi vô rồi giờ. Tôi thấy kỳ lắm. Tôi vô mà tôi thấy cũng như cái trại mà ổng coi tay trỏng mà sao tôi thấy trùm mền là mà bốn cái giò mà nhúc nhích trong á. Mà không biết nó có bị không mình không biết nha. Cái nó nói thôi ghê lắm. Tôi vô rồi tôi thấy rồi thôi đi. Bà không có vô bà. Nó vậy mới trở về đó thôi là tôi cũng bị luôn rồi. Nó không cho tôi vô. Nó nói tôi vô rồi. Tôi thấy là sao mà coi tay gì mà sao bằng ngày giấc trưa mà tôi thấy là bốn người mà sao trùm mền mà trong cái trại đó bị nó không có cửa buồng. Nó cắt vuông dứt gì cái thôi à.
cái đầu thấy trùm mền là mà bốn cái giò lú ra bà nhúc nhích vậy đó. Rồi cái nó biểu tôi vậy rồi thôi vậy thôi bà ơi, tôi trở về luôn bà ơi. Rồi chắc nhỏ bạn tôi nó bị mà đều nó giấu đúng không, rồi đó trở về luôn. Sao vụ án này ra thì cô còn mới tính không? Còn hả? Ừ. Thầy nào hay cũng đến luôn. Ờ, cô không sợ sao? Không, mà điều mình thấy cái gì lạ lạ thì mình ấy chứ, cũng như đi coi mê tín, mà bây giờ mê là mê mấy người đường bà nha, đường ông coi là không mê à. Dạ. Hổ hổm có đi qua bên bên cả dầu bên cái ông đó ông coi cũng mê tín lắm, là đi lần mấy chục người lần ngang chứ không phải một mình, chứ không phải là như ông thầy Tửng là đi mình là thầy Tửng là hẹn một mình thôi, hai người không coi, không một mình với ổng thôi. Bạn cô kể lại là lúc đó thì coi nói hay không? À, bị nó nói gì nè, vô tới nó gặp vậy rồi nó trở về, nó gặp bốn người bốn cái giò lú ra vậy đó, nhúc nhích rồi cái đầu nó nói thôi đi trở về, nhưng mà điều theo dự đoán mình là chắc nó bị cũng như tin ganh đạo là mình nè. Lý do là sao mà cái cô đó lại đi coi cũng như không chồng gì? Không à, cũng như mình không chồng mình đi coi coi nó có thương mình thiệt không, rồi này cái gì đó ghệ gọc đó ha. Ghệ gì đó đi coi có nó có thương mình thì sự thật đồ không. Còn mấy cái con nhỏ trên áp trung này nè, nó bị nhóc đứa luôn, tới chừng bể ra rồi chồng nó quýnh gần chết luôn, bị ổng ấy hả, bị cạo đó. Rồi có bị ổng cưỡng hiếp không? Chắc cũng bị cạo rồi, cũng làm gì cạo rồi không hiếp, tại vì nó cho uống thuốc mê rồi nó cạo rồi nó chơi rồi nó làm rồi nó mới thả mình về đúng không. Còn cái số người chắc mình độ chừng nha, số người nào có vàng á nó mới giết, còn số nào không có vàng chắc nó không giết. Tại vì cái bà ở dưới Tân Thạnh là bà có đeo cái đầu bông, tại vì phát hiện lên tới chừng nào chết thì ấy thì cái đeo đầu bông, mà tới chừng nào lấy cái đầu rồi thì còn có mình không, đâu có đầu bông bà vàng gì đâu, đâu thấy gì đâu. Thôi con mong cô thì con cảm ơn cô đã chia sẻ cái câu chuyện này con, nhưng mà phái thầy lắm, phái thầy mà. Nhưng mà sau bài học này thì nó cũng có một không cái cảnh tỉnh rồi đó. Không, một mình vô cho mình là không đi. Dạ. Tại vì bây giờ mê thiệt mà đều đi lần cũng mấy người không à, chứ không có như hồi xưa ổng cho vô người à. Dạ. Ổng hẹn người, thí dụ mơ bữa nay người mốt người vậy, chứ ổng không có phải ổng luồn tuôn như bây giờ thầy bây giờ mà nó là 5 người 3 người vô cũng coi luôn. Nói vậy đó. Dạ. Ừ. Nó chứ đâu có sao gì. Vụ án đó cô không sợ đâu. Không. Tại vì ông giết bây giờ chắc cũng đủ số ông ơi. Ông giết chắc đủ số ông ơi. Hồi đó hồi ấy ông chôn con Phượng ngay cây me chua đó đó. Ngay cái đó. Dạ. Ừ. Rồi tới chừng nào người ta lấy cái cốt rồi đem chôn ở trên cái đường đan mình nãy chạy vô đó. Dạ. Cái chùm mát đó. Ồ, con cảm ơn cô nhiều ha. Ừ. Dạ. Dù là thời gian đã qua đi khá là lâu, nhưng mà nói về vụ án hai Tửng thầy bùa mà giết những người phụ nữ mê tín dị đoan liền thiên linh cái thì vẫn còn đó một nỗi ám ảnh đối với những người dân ở đây. Và đối với những người dân ở đây thì cái câu chuyện đó mãi mãi sẽ không bao giờ quên những người mà đã từng chứng kiến vụ án năm xưa. Qua cái câu chuyện này thì mình muốn nhắn nhủ lại với các bạn nên bài từ mê tín dị đoan, và đặc biệt là về chuyện bói toán, tất cả đều có một cái luật mà mình rất là tin, đó là luật nhân quả. Và làm tốt thì sẽ gặp tốt, làm cái nào là của mình thì sẽ là của mình. Và đó là một lời mình muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn và cô bác quý vị xem video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo chia sẻ của chú đây là chú ba hả, chú hai? Chú ba. Theo chia sẻ của chú ba thì ngày xưa thì chị Phượng mà nạn nhân thứ tư bị tên thầy bùa hai Tửng ra tay sát hại, thì gã này mới chôn chị Phượng gần cái cây me chua phía bên đó. Và theo chia sẻ của chú thì nơi này cực kỳ hoang vắng. Dạ. Bà chàng không đâu có tài tùng đâu có đem vô chôn mới được. Dạ. Ngày xưa là chú có đi ra ngoài này để là mà lấy có chưa? Lấy xác luôn hả chú? Ừ. Lấy xác nó bụng rồi đó. Vào lấy. Dạ. Ghê dữ, lúc đó ghê dữ không chú? Sao không ghê?
ấn hồn sống, ấn hồn sinh sống luôn. Ủa, nó giết dù không biết như cái sàn nó ba mạng rồi, rồi nhỏ này thứ tư giết để luyện thiên linh hả chú? Luyện linh để bà nội nó luyện linh. Dạ. Tại mấy người tin tưởng rồi mày ơi. Dạ. Tin tưởng nó rồi, ấy rồi tao đâu tin nó đâu. Dạ. Đủ bà mẹ nó ở đây nó tao đâu tin nó. Dạ. Mấy người tin tưởng nó mê tín dị đoan nó làm được. Nhưng mà sao biết chị Phượng là chôn chỗ này chú? Bởi vì phát giác. Dạ. Mấy nhỏ lúc còn vẽ rồi đi kiếm đó. Dạ. Rồi kiếm nó nhảy bơi ngang đây nè, nghe cái gùi đụ nó đậu đeo đó, mù xuống thúi đó. Mấy nhỏ nít nó phóng lên. Dạ. Phóng lên nó khư khư lên, mới khư xuống chừng hơn gan lú mặt lên. Trời. Nó chưa cái đầu lừa đặng nó đậu đó, cắt ấy mà. Dạ. Nó cắt cổ. Cổ. Cắt đầu lấy luyện linh. Mẹ luyện, nhưng mà nổi nó luyện vậy. Nó cũng chết bà nó. Dạ. Ôi, chú vô. Dạ thôi, con cảm ơn chú. Chú sức khỏe ha. Chú năm nay là nhiêu rồi? Chú Tư là 60, chú là nhiêu rồi? 63. 63 hả? Ừ. Dạ. 63 tuổi. Nãy con mới uống nước trà với chú Tư nè. Ừ. Dạ. Vô còn lần khác nữa. Dạ con chào chú ha.